quý vị và các bạn, ngày nay cuộc sống với những bon trên danh lợi đã khiến cho nhiều người quên đi tình cảm gia đình ruột thịt. Song bên cạnh đó cũng có không ít những tấm lòng bao dung luôn mở rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ những con người có hoàn cảnh khó khăn. Bộ phim Số Phận Ngọt Ngào mà Văn Nghệ Chủ Nhật gửi tới quý vị và các bạn ngày hôm nay như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại hướng con người tới những việc thiện với tấm lòng bao dung nghĩa tình. Cơm đi em. Ừ, em không ăn được em đâu. Em ăn đi cho chóng lớn. Vâng. Còn chỗ này để phần bà. Vâng. Ăn đi. Vâng. Ăn xong cứ để đấy, để anh về anh rửa. Ở nhà trời cấm ra nắng nghe chưa? Vâng. Anh mang cơm cho bà đây. Đi mẹ. Không có lằng nhằng, về đi học đi. Nhưng mẹ phải mua cho con cơ. Không mua bán thì sắt. Bạn con chúng nó đi học bằng xe đạp, mỗi con là không. Này, nhà chúng nó có tiền nhá. Mà ta thấy khối đứa đi bộ đi học đấy, có làm sao đâu. Kệ chúng nó chứ, con khác. Khác là khác thế nào, mày nói ta nghe xem nào. Lại đòi vĩnh mẹ cái gì thế? Cháu chào bác ạ. Bác Bình đấy à, nó đang đòi mua xe đạp mới để đi học đấy ạ. Thì mua cho nó một cái. Không ạ, đây với kia một tí. Đi bộ cho nó quen đi. Đúng đấy. Bà giờ lớn hay hay. Thế sao bạn con chúng nó đi học bằng xe đạp? Nhà chúng nó xa, nó mới phải đi học bằng xe đạp. Cháu chào bác, cháu chào cô ạ. Cơm cho bà đấy hả ba? Vâng ạ. Đấy, mày thấy không? Bằng tuổi mày mà nó đủ việc. Đã vậy, cơm còn không đủ ăn. Chứ nó đâu được như mày. Nhưng tại vì nó không có bố mẹ. Thì cháu có biết vì sao nó không có bố mẹ không? Bố mẹ nó đi đánh cá bị bão cuốn ngoài biển rồi. Phải rồi, thế nên bà cụ Hậu cũng phải nuôi bốn chị em nó. Nhưng hai chị nó đã đi ở cho nhà người ta rồi bác ạ. Ừ, thì bà cụ Hậu già yếu rồi, không nuôi nổi các cháu, nên mới phải cho hai chị nó đi ở cho nhà người ta. Đấy mày xem, nhà người ta thì khổ thế đấy. Còn mày thì được voi đòi tiên, nay đòi mua thứ này, mai đòi mua thứ khác. Mẹ cháu ơi, thằng ba ấy, nó khổ lắm, chứ nó không được sướng như cháu đâu. Mà nó lại hiền lành, chăm chỉ, hệt như cha nó ngày trước ấy cô nhỉ. Vâng. Ba. Cháu đây à? Cháu đem cơm cho bà đây. Ờ, đây bà.
Anh em mày ăn chưa? Dạ chúng cháu ăn rồi ạ. Mày tìm cái gì thế hả ba? Cháu tìm con dao. Dao để làm gì? Cháu làm mấy con trâu để cho cái thêm nó chơi. Chắc đây là cháu nội của cụ. Không, nó là cháu ngoại của tôi. Bố mẹ nó mất cả rồi nên anh em nó ở với tôi. Thế ông bà nội nó không đón về nuôi ư? Bố chúng nó ngày trước cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ, tứ cố vô thân. Tôi cho ở rể bác ạ. Thế là bây giờ cụ phải nuôi các cháu ạ? Vâng, thì bác bảo còn biết đẩy chúng nó đi đâu. Mấy bà cháu trông vào quán hàng này của cụ à? Tôi già rồi, còn biết làm gì khác hả bác? Liệu có đủ sống không hả cô? Cũng đáp điếm cho qua ngày bác ạ. Bà ơi, bà xem này, bà bảo cái thêm nó có thích mấy con trâu này không hả bà? Thích, nó thích lắm. Phen này thì anh em nhà mày giàu to rồi. Những một đàn trâu thế kia cơ mà. Thôi, tôi gửi cụ tiền nước ạ. Để tôi trả lại tiền thừa cho bác. Cụ cầm cả đi, không phải trả đâu. Ấy, của bác chỉ hết có mấy trăm thôi ạ. Thôi được rồi, tôi đi cụ nhé. Chào cụ. Vâng, cảm ơn bác. Bà ơi, hôm nay có bán được không hả bà? Cũng tạm tạm con ạ. Ơ kìa, sao bà không ăn cơm đi? Mải chuyện quên cả ăn. Sao con lấy cho bà nhiều thế này? Nhiều gì đâu hả bà, cũng như mọi khi thôi. Còn cho cái thêm nó ăn nò đấy chứ. Vâng, nó rồi. Bây giờ cháu bắt nó ở nhà chơi, không được ra nắng. Cơm con thổi dẻo lắm, dưa muối cũng ngon. Còn khéo lắm. Lớn lên cháu đi làm đầu bếp được không bà? Làm gì mà chả được, miễn là kiếm đủ cơm gạo nuôi vợ nuôi con. À, mà bà ơi, nhà mình hết gạo rồi. Thế à? Bà Quý đi chợ về đây à? Vào nghỉ chân uống nước đã. Thôi để lúc khác, tôi đang vội bà. Thế nhà có việc hay sao mà bà mua lắm gà vịt thế? Ngày mai là có dỗ ông nội các cháu bà. À, hèn nào, lúc nãy tôi thấy con gái bà Thơm, rồi nhà ông Báu, cả nhà cô Mến nữa cũng đi chợ mua sắm như nhà bà đấy. Gớm, ông cụ được à, các con mời nhiều như thế thì ăn làm sao hết được. Một năm chỉ dỗ ông cháu có một lần thôi bà. Thôi thế tôi xin phép bà, tôi về đã nhá. Thế bà về. Vâng. Các ông các bà đấy nhiều khề thật đấy. Dỗ bố thì cử một người đi chợ là đủ. Làm gì mà ai cũng phải xông ra chợ thế? Này, không phải nói khoe chứ, nhà tôi mà có dỗ có đám á thì chỉ một tay tôi lo liệu là xong tất. Nhà này họ không dỗ chung đâu. Dỗ bố mẹ ai người ấy làm. Bà mẹ còn sống sờ sờ ra đấy, nhưng cấm có người con nào đến mời bà cụ nửa câu. Sao lại có thể như thế được? Tôi mà là con bà cụ ấy thì tôi sẽ cho các ông anh bà chị biết tay, chứ tôi không chịu để thế đâu. Ông ơi, cái nhà ông Thương lúc đầu cũng có chịu đâu, nhưng mà rồi phải nghe vợ mà bằng lòng đấy. Phải cái nhà nó thế chứ, bản dân thiên hạ mà ai cũng như vậy thì có mà loạn. Bác kia, bác Nguyên, bác vào đây uống nước đã. Bác ngồi đây ạ. Để em lấy cốc bia bác uống nhá. Cảm ơn bà, uống nước trà thôi, chứ uống bia thì lấy tiền đâu ra mà trả. Bác cứ nói thế chứ, làm chủ tịch xã mà bác lại bảo là không có tiền ạ. Bà làm tôi cứ như là chủ tịch ngân hàng ấy. Ồ, may quá, ông Nguyên đây rồi.
Bác Quý mời bác vào uống nước. Vâng, chào các ông các bà. Vâng, chào ông. Có chuyện gì thế ông Quý? Gớm, tôi tìm ông khắp nơi mà không gặp. Chả là thế này, ngày mai dỗ ông cụ tôi, mời ông đến uống chén rượu với gia đình. Mai ông cố đến nhá. Bác thông cảm vậy, mai tôi có cuộc họp không thể bỏ được. Thế không đến được à? Về sớm một tí được không? Tôi không biết nữa. Ông cố đến nhá, tôi chờ ông đấy. Ấy, đừng chờ làm gì bác Quý ạ. À, rồi vì tôi mà lỡ việc của các bác ra. Không sao, chúng tôi chờ được mà. Bác cố đến nhá, bây giờ tôi phải đi mời mấy nơi khác nữa. Thôi, chào các ông các bà. Vâng, chào ông. Cho tôi xin chén nước. Vâng ạ. Nào, chú mày xong chưa? Vâng, xong xong. Mang lấy con gà cho bác tiếp đi nào. Để đây, tí nước nguội, anh bóc cho em ăn nhá. Anh ba ơi, nhà bác Quý, bác ấy đang làm cỗ. Nhà bác ấy làm dỗ, ông ngoại mình đấy. Thế thì bà ngoại với anh em mình cũng được ăn cỗ nhỉ? Mình có được ăn cỗ không? Sao? Thôi, ăn khoai đi. Anh còn phải mang khoai ra cho bà đây. Bà non này, con nên sang mời bà không? Tùy ông thôi. Theo tôi, ta cứ mời bà một câu. Chắc gì bà đã sang. Nhớ bà cụ sang thật thì sao? Nếu bà cụ sang thật, thì tôi nghĩ cũng chẳng sao. Mình là con trưởng cơ mà. Đấy là ông nghĩ thế thôi. Chứ còn các bác, các chú thì nghĩ sao? Nghĩ sao? Nghĩ sao thì mặc họ. Hẳn ông còn nhớ, hồi vợ chồng mình được chia phần cái nhà trên này chứ. Các chú, các cô ấy chả kêu ầm lên là mình lợi quá. Còn các cô, các chú thì thiệt quá. Rồi thì tiếng chì tiếng bắc, mặt nặng mày nhẹ với nhau mãi là gì? Ông chưa quên chứ? Tôi chưa quên, tôi vẫn nhớ. Hồi ấy mà không có tôi đứng ra xoay xỏa mua lại tất cả các phần đất kia với cái giá cao hẳn thì đã chắc gì họ chịu. Ấy thế mà sau này các ông các bà vẫn bảo tôi rằng tôi khôn. Tôi đưa họ vào bẫy đấy. Ôi giời, nhưng mà cái chuyện ấy mấy cái chuyện này có liên quan gì với nhau chứ? Do ông cạn nghĩ lắm. Đã thành lệ không mời ai, bây giờ tự nhiên thấy bà cụ ngồi đây thì người ta lại nói tôi chứ không phải nói ông. Rằng tôi bày trò ra để thu nhặt nốt cái nhà với mảnh đất bà cụ đang sống kia kìa. Ôi giời, bà cứ nghĩ xa nghĩ xôi. Ai chả biết cái nhà ấy, ngoài bà cụ ra còn có mấy đứa con cô út nữa cơ mà. Ờ, đấy rồi ông xem. Đây đây, cái mâm này hãy còn thiếu này. Xuống thêm đi. À, hay là thế này nhá. Ông cứ mời bà cụ sang, còn tôi lánh về bên ngoại ngày mai tôi về. Thế thì còn ra cái gì? Không ra gì, nhưng mà tránh được cái tiếng cho tôi. Ôi dào, còn khách còn khứa thì thôi vậy. Chẳng phải tôi tiếc gì miếng ăn đâu, nhưng mà rồi lắm chuyện lắm. Ôi, thôi thôi, tôi không nói chuyện đi nữa. Bà bảo chúng nó xong chưa để bê lên để tôi còn thắp hương. Không khách khứa người ta đến lại chửa xong. Chúng mày xong chưa? Dạ, bê các thứ lên để còn thắp hương nào.
cháu mình chẳng có cơm canh rượu thịt, cúng ông bằng hoa quả càng thanh tịnh. Cốt là cốt ở tấm lòng mình ấy các cháu ạ. À. Bà ơi bà, nhà bác Quý làm dỗ ông to lắm bà. Ông ơi, hôm nay là ngày dỗ ông. Bà cháu tôi chẳng có cơm canh rượu thịt để cúng ông. Chỉ có vài thứ quả. Mời ông về hưởng, ông gọi các con cho nó về hưởng theo, cho đỡ tủi thân vợ ông cùng các cháu. Ông ơi. Xin ông chứng giám cho tấm lòng của bà cháu tôi. Nhớ đến ngày dỗ ông. Nhưng bà cháu tôi quả thật là khốn khó lắm, chứ đâu dám tiếc gì ông và các con. Ông ơi, người ta bảo trẻ cậy cha già cậy con. Tôi đã sinh ra cho ông được 8 mặt con, vậy mà giờ đây tôi chẳng nhờ cậy được đứa nào cả. Có một đứa tốt nhất thì ông mang chúng nó theo ông. Tôi thì khôn thiêng, ông hãy về phù hộ độ trì cho bà cháu tôi qua khỏi cái lúc khó khăn này. Phù hộ cho tôi có được sức khỏe để tôi có thể thay cha mẹ chúng nó mà nuôi dạy các cháu khôn lớn ông ạ. Cháu chào bác Báu ạ. Ờ, rỗi rãi nhỉ. Trời mưa gió như thế này mà lại rong chơi sớm thế hả? Cháu có đi chơi đâu ạ. Cháu vừa dọn hàng giúp bà cháu chứ ạ. Thế à? Thế hôm qua dỗ ông, bà làm cỗ có to không? Bà làm gì có tiền mà làm dỗ ông to được ạ? Không có tiền cũng tại anh em chúng mày cả. Sao không đi kiếm việc làm như hai chị mày đi, để bà cụ đỡ phải nuôi. Cái thời bằng tuổi chúng mày ấy, chúng tao đây này, cũng vất vả lắm, chứ chả sung sướng được như chúng mày thế này đâu. Cháu cũng muốn kiếm việc làm, nhưng không ai người ta mượn cả. Ở làng không mượn thì sang làng khác, hoặc lên tỉnh, thiếu gì việc. Mày phải biết thương bà cụ già chứ. Ngày trước bố mày cũng đã từng lên tỉnh kiếm ăn đấy. Sao mày không bắt trước bố mày mà cứ ở nhà bám vào bà cụ thế hả? Tao cũng chỉ là bác dâu mày thôi nhá, nhưng thấy cái gì chướng thì tao phải nói. Giá như không có chúng mày thì bà cũng không đến nỗi nào đâu. Thế cho nên biết đường biết lối thì tự lo liệu lấy thân đi nhá. Cứ dòng chơi nhồng nhỗng suốt ngày như thế này thì quen thân đi, nhớ chưa? Thôi, về nhà đi cháu. Bà ấy có nói gì thì kệ bà ấy, việc gì mà phải khóc. Cháu không muốn bà cháu phải khổ đâu. Ôi dào ơi, các cháu còn bé, các bác ấy đã không nuôi thì phải ở với bà chứ sao. Thôi, về đi. Về đi. Biết thương bà cụ chứ. Ngày trước bố mày cũng đã từng lên tỉnh kiếm ăn rồi đấy. Sao mày không bắt trước bố mày mà cứ ở nhà bán với bà cụ thế hả? Mình sẽ lên tỉnh kiếm ăn như bố. Nhất định mình sẽ đi. Cháu nhất định phải đi. Cháu đi, bà sẽ bớt phải nuôi thêm một miệng ăn. Như thế, bà sẽ đỡ vất vả hơn.
Mày phải biết thương bà cụ chứ. Ngày trước bố mày cũng đã từng lên tỉnh kiếm ăn đấy. Sao mày cũng bắt trước bố mày mà cứ ở nhà bám với bà cụ thế hả? Chắc bà không cho mình đi đâu. Được rồi, mình sẽ có cách. Có chuyện gì thế ba? Ba ốm à? Không. Em có chuyện này chỉ nói cho chị biết thôi. Bà em cũng không nói. Em sẽ đi lên tỉnh để kiếm ăn. Đi với ai? Đi một mình thôi. Thế thì bà không cho em đi đâu. Thế thì em mới phải giấu bà. Chị... Bà sẽ cuống lên đi tìm, rồi ốm bị em mất. Vậy em mới phải nói với chị. Đợi khi em đi rồi, chị hãy nói với bà để bà yên tâm nhá. Chị chịu thôi. Nhỡ ra em có chuyện gì chị biết làm thế nào? Thôi, cứ đợi vài năm nữa, lớn lên rồi hẵng hay. Chị này, bố mình ngày xưa cũng lên tỉnh kiếm ăn đấy thôi. Nhưng em còn bé, bé mới dễ kiếm việc chứ. Em sẽ có tiền, bà thôi không phải đi bán hàng nữa. Nhưng chị sợ lắm. Em đã quyết chí rồi. Lý ơi, rửa xong chưa? Cháu xong rồi đây ạ. Thế bao giờ em định đi? Chưa biết, có khi là ngay ngày mai. Mai đã đi rồi ư? Vâng. Mày làm gì mà lâu thế? Vâng, cháu xong ngay đây ạ. Chị biết, chị chẳng thể nào giữ nổi em. Em đi đường giữ gìn cẩn thận. Nhớ viết thư về cho chị để chị biết tin nhá. Đây là số tiền chị dành dụm để chị mua dép. Em cầm lấy mà đi đường. Không, em không cần đâu. Ngày đầu chị kiếm được tiền, em hãy cầm lấy. Phải cần đến nó đây. Thôi, chị phải vào đây. Em hãy về đi. Bà cho gọi con có việc gì thế ạ? Chị nói những gì để cho cháu tôi nó phải bỏ nhà nó đi? Thằng ba nó bỏ nhà đi rồi ạ? Ai bảo với bà là con nói gì nó nào? Người ta nói với tôi cả rồi. Chị mắng mỏ nó là ăn bám vào tôi, để đến nỗi nó phải bỏ nhà nó đi. Bà, chẳng qua con nghĩ thương cái thân bà vất vả vì chúng nó. Chị hãy dỗi hời mà đi nói với chúng nó. Chị còn nói đến thương tôi cơ à? Nếu được các anh các chị thương tôi thì thân tôi cũng chẳng đến nỗi thế này.
mà ai khiến chị dính vào cơ chứ. Việc bà cháu tôi mặc kệ bà cháu tôi. Làm gì mà bà phải ầm ĩ lên thế? Nó đi rồi nó lại về, nó chả chết đâu mà bà phải lo. Tỉ vui cái mồm nhà chị. Chị muốn nó chết lắm hả? Nó mới tí tuổi đầu, can gì đến chị mà chị xúc xiểm để đến nỗi nó phải bỏ đi. Đã vậy chị phải đi tìm bằng được nó về đây cho tôi. Còn con nói cũng chẳng qua là vì bà, mà con nói là miệng con, nó đi là chân nó, sao bà bắt con phải tìm? Tôi còn lạ gì, chẳng qua là vì các anh các chị còn ghen ghét với chúng nó, chứ đâu có phải là các anh các chị nghĩ đến tôi. Chúng nó còn bé bỏng thế. Chị về đi. Được, bà đã nói thế thì con về. Bà hô hóa cái nỗi gì? Bác Bảo ơi, thằng ba nhà cháu nó bỏ đi rồi hả bác? Vào mà hỏi bà ấy. Bà ơi, thằng ba nó bỏ đi rồi hả bà? Nó bỏ bà cháu mình, nó đi rồi cháu ạ. Cháu thấy ở ngoài kia người ta đồn, cháu phải chạy về hỏi bà xem có đúng không? Đúng đấy cháu ạ. Nhưng sao bà biết nó bỏ đi? Sáng sớm nay, con Lý nó sang nói với bà là thằng ba lên tỉnh kiếm ăn rồi. Vậy thì phải lên tỉnh tìm nó chứ bà. Bà làm gì đủ sức, đủ tiền để mà đi tìm nó hả cháu? Làm thế nào bây giờ hả bà? Hay bà báo cho các bác biết để các bác đi tìm hộ? Cháu ơi, đến bà đây này, nếu như bà có bỏ nhà đi thì cũng chẳng mong gì những người ấy đi tìm. Nữa là thằng ba, khổ thân cháu tôi. Ba ơi. Ba. Cháu ơi. Khổ thân em cháu ba. Tôi. Ba ơi. Hình như bên bà có chuyện gì. Tôi nghe thấy tiếng khóc. Thế ông không biết chuyện gì à? Thằng ba nó bỏ nhà, trốn đi rồi. Sao lại phải trốn, nó đi đâu? Nào ai biết được, ông sang mà hỏi nói. Lạ nhỉ. Có gì mà lạ. Nòi nào giống ấy. Nó giống hệt cái thằng bố nó ngày trước, mới nứt mắt ra đã bỏ nhà đi lang thang. Cái ngư ấy à, rồi cũng trở thành đầu trộm đuôi cướp. Nó còn bé thế mà. Bé ăn trộm gà, già ăn trộm trâu. Thôi, ông đi vào trong nhà đi. Cứ coi như nhà mình không biết gì. Kẻo đứng đấy rồi người ta lại bảo, thấy thằng cháu như thế mà bác lại cứ rừng. Tay nghề của chú dạo này khá đấy. Khách hàng bây giờ họ cầu kỳ lắm, chứ không dễ tính như trước đâu. Làm ăn mà vớ vẩn là bị họ chê ngay. Anh thấy cái này em tạo dáng được đấy chứ? Được. Nghề này là nghề truyền thống của làng mình. Chú cứ làm đi. Cái nào khó quá để anh làm cho. Vâng ạ. Ông chủ hiệu vàng Kim Vân có nhà không đấy? Ôi, Đông. 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 Ông vào đây. Vào đây. À, làm thế nào mà ông tìm được đến đây? Người ta mách tôi muốn tìm gặp ông Kim ý, thì đến hiệu vàng Kim Ngân. Chả phải hỏi thăm ai cả. À, đây là chú Thịnh, em ruột mình. Nó là Út đấy. Chào chú. Chào anh ạ. Còn đây là anh Đồng, cùng một tiểu đội chiến đấu với anh ngày trước đấy. Dạ, em xin phép. Chủ tiệm vàng có khác, nhà cửa đàng hoàng, tiện nghi hiện đại. Ông cứ nói thế, có gì đâu, cũng bình thường thôi mà. Bình thường à? Mình đang sợ bị chê là khen phò mã tốt áo đấy. Ông cứ nói quá để làm gì. Nào thôi, uống đi. Nào. À này, trưa nay ở lại đây ăn cơm với mình nhé. Đồng ý. À, à, thế bà xã cậu đâu rồi? Cô ấy đi chợ, chắc cũng sắp về rồi. Này, trong số những thằng còn lại của đơn vị mình, cậu là một trong những người làm ăn khá nhất nhì đấy. Cũng vất vả gian nan lắm,
cái ngày cầm tờ giấy chứng nhận thương tật xuất ngũ về làng. Mình loay hoay xoay sở đủ kiểu mà túng vẫn hoàn túng. Tại vì lúc ấy cậu chưa biết phát huy sức mạnh cái nghề truyền thống của làng cậu đấy thôi. Phát huy cái gì ạ? Hồi ấy ai người ta dùng những thứ này mà phát huy? Nhờ có cơ chế thị trường nên cái nghề của làng mình mới được vực lên đấy. Cũng may cậu có cái nghề này đấy. Thế cậu có tham gia công tác gì ở địa phương không? Bận lắm, mình chỉ nhận mỗi cái chân tổ trưởng tổ bảo vệ chị An thôi. Chào anh Ngân. Đây là anh Đồng, bạn cùng chiến đấu với anh ngày trước đấy. Hai anh em đã từng vào sống ra chết với nhau một thời. Dạ, anh mới đến ạ. Vâng. Chị tên là Ngân đúng không? Dạ, đúng thế ạ. Kể ra hai ông bà khéo chọn nhau thật đấy. Ông tên là Kim, Kim nghĩa là vàng. Bà tên là Ngân, Ngân nghĩa là tiền. Toàn vàng với tiền, chả trách giàu là phải. Anh Đồng là một trong mấy người đưa anh về tuyến sau đấy. Hôm anh bị thương ấy, không có anh ấy thì anh cũng chẳng có ngày được gặp em đâu. Thế ạ? Tôi cũng chỉ ghé có cái vai vào tôi mà. Thế mà hôm nay anh mới đến chơi với vợ chồng em. Thì tôi cũng như ông bà, còn phải bận làm ăn kiếm sống chứ. Vâng ạ. Vợ chồng em cũng chẳng đi đến đâu được. Thôi, hai anh ngồi chơi, em xin phép đi làm cơm ạ. Này, các cháu đâu cả rồi? Ấy, cậu. Cậu đừng hỏi gì cô ấy về chuyện này nhá. Sao thế? Các cậu không có con à? Cô ấy đã một lần sinh nở, nhưng đứa bé bị dị dạng và chết ngay sau khi sinh. Bác sĩ khám nghiệm cho mình và kết luận mình bị nhiễm chất độc từ hồi còn trong chiến trường. Sao mình ở cùng với cậu mà không bị nhỉ? Có thể có một lần nào đấy mình đi vào vùng bị nhiễm độc mà không có cậu cùng đi. Vì thế bác sĩ đã khuyên mình là không nên có con. Cô có biết gì không? Có. Mình đã nói rồi, cô ấy hiểu và chấp nhận. Tuy nhiên đấy là nỗi đau của phụ nữ. Mình rất khổ tâm và thương cô ấy. Mà thôi, không nói chuyện nữa. Ông đi ra đây, tôi cho ông xem mẫu hàng. Đấy, ông xem, mẫu hàng mới của tôi đây. Này cháu, giỏi lắm. Cháu xin chứ. Ừ. Để tao. Của tao đấy. Mày đây. Từ đây. Ê, thằng kia đừng lại. Lại đây. Chào mày. Mày từ đâu tới? Nhà em ở xa lắm, mãi cái tận quê cơ. Sao mày vào địa bàn làm ăn của chúng tao? Địa bàn nào ạ? À? Đại ca, cho một trận, cho chưa đi. Đây là địa bàn làm ăn của tao. Ai vào đây, tao cho phép. Nhưng mà em có làm gì đâu. À, sáng nay tao thấy có người cho tiền mày. Đây là người ta trả công em, khuôn hàng lên xe đấy chứ. Đưa tiền đây. Nhưng đại ca, chẳng có gì cả. À, tiền đây. Tiền này là tao phạt mày, cảnh cáo mày, để luôn cái túi. Khoan đã đại ca, nó là dân mới. Đại ca tha cho nó. Tha là tha thế nào? Ê,
đằng ấy muốn kiếm sống ở đây thì phải nhập với tụi này, phải đi ăn cắp để nộp lên đại ca. Nhưng tớ không quen. Thế thì phải về những thị trấn nhỏ, ở đây không có đại ca. Các đại ca chỉ thích sống ở những thành phố lớn thôi. Đánh bỏ mẹ đi. Hôm nay đẹp quá. Ê, thằng kia lại đây. Tầm quất mày. Dạ, em không biết ạ. Làm đi. Không ạ? Không cần đâu, đi đi. Dạ, cháu làm được mọi việc. Bác bảo có cần không chai nước cơ mà. Không ạ? Cứ đi đi. Này, hả? Chúng nó giả vờ giỏi lắm nhá. Hở cái gì ra là chúng nó cuốn mắt đấy. Cô ơi cô có cần chai nước thuê không ạ? Trông mặt mũi sáng sủa thế kia mà đi ăn xin hả cháu? Cháu không đi ăn xin, cháu chỉ xin việc làm thôi ạ. Xin việc làm? Thế cơ đấy, cậu làm được những việc gì nào? Dạ, thổi cơm, xách nước, rửa bát, dọn dẹp cửa hàng, việc gì cháu cũng làm được ạ. Còm nhom bé nhỏ thế kia, cậu có xách nổi nước không? Dạ được ạ, cô cứ cho cháu làm thử. Thế công giá cậu định tính tôi thế nào? Hả? Tôi chả có công cao để trả cho cậu đâu. Dạ, cô muốn trả cháu thế nào cũng được ạ. Thôi được, cậu thử rửa cho tôi mấy cái bát, rồi đi xách xô nước về đây xem nào. Vâng ạ. Dậy đi. Dạ. Sao lại nằm ở đây? Cháu ngủ nhờ chú ạ. Không có nhà cửa gì hay sao mà ngủ ở đây? Dạ không ạ. Ngủ nhờ hay là rình mò nhà người ta đi ông nhóc? Dạ không ạ. Cháu có rình mò gì đâu ạ. Khó tin nổi mấy ông lắm. Cháu thề với chú là đêm qua cháu chỉ ngủ thôi ạ. Thề à? Thề mà tin được à? Có chuyện gì đấy chú Thịnh? Em mở cửa định quét cái hiên, thấy ông nhóc nằm ngủ ở đây à? À, thì ra là cháu hả? Dạ. Sao? Chị biết nó à? Chị đã gặp nó ở ngoài chợ. Nó bảo nó ngủ nhờ, nhưng biết đâu được với mấy ông nhóc này. Cháu không phải là người xấu đâu ạ. Làm thế nào để tin được chú mày không phải là đứa xấu? Chú... Thôi được rồi, cứ biết thế đã. Vào đây cháu. Cháu chào chú ạ. Ừ. Ngồi xuống đây. Chị đã nhìn thấy nó đi xin việc vặt làm ở chợ để kiếm tiền. Thế nhà cháu ở đâu? Nhà cháu ở xa lắm, mãi tít tận biển cơ. Thế tại sao lại bỏ nhà đi lang thang thế này? Cháu muốn kiếm tiền nuôi bà và các em cháu. Thế bố mẹ cháu đâu? Dạ, bố mẹ cháu chết cả rồi, trong một lần đi đánh cá ngoài biển. Thế sao lại ngập ngừng thế chú nhóc? Là vì
Cháu đâu có lần cháu kể thật như thế. Nghe xong người ta bảo cháu bịa ra để cho người ta thương để dễ xin tiền. Thế bây giờ cháu ở với bà? Vâng, nhưng bà cháu già yếu rồi, không nuôi nổi hai anh em cháu. Thế cháu chỉ có hai anh em thôi à? Trên cháu còn hai chị nữa, cũng chỉ hơn cháu mấy tuổi thôi, nhưng đều đã đi ở giúp việc cho nhà người ta rồi. Thế cháu kiếm được tiền có khá không? Dạ cũng ít thôi ạ. Chú bảo này, tối đến các quán hàng trong chợ đều dọn về hết, cháu đến đấy mà ngủ có hơn không? Cháu sợ vào đấy người ta lại bảo cháu là ăn cắp. Cháu cứ vào đấy mà ngủ, nếu ai hỏi thì bảo là chú Kim, tổ trưởng tổ bảo vệ chị An, bảo cho đến ngủ ở đấy. Vâng ạ. Sợ gì, cùng quá chúng mày về đây mà ngủ cũng được. Còn việc này nữa, nếu cháu tin chú thì đưa tiền của cháu đây, chú giữ cho, kẻo cháu làm mất thì lại công cốc. Cháu yên tâm, cô chú ở đây không lừa cháu đâu. Phải đấy cháu ạ, khi nào cháu cần cô chú sẽ giả lại cháu không thiếu một xu. Vâng ạ, cháu sẽ gửi cô chú ạ. Ba ơi, xách nước cho ai thế? Cháu xách cho bà Thông. Tí nó xách cho tao mấy xô nhá. Vâng ạ. Để bát đây trong nữa rửa. Sang cô Hà cô bảo gì kìa. Vâng ạ. Ba sao tao nhờ tí. Mang cốc chè cho cô Hồng rồi về đây ngay nhá. Vâng ạ. Cô Hồng ơi, chè của cô đây ạ. Cô xin nhá. Ba ơi, về tao nhờ đây. Vâng ạ. Mang bát phở tăng cho cô Thanh nhá. Vâng. Chị cứ mua đi, đúng giá đấy. Phở của cô đây ạ. Cô xin, cô cho cháu. Cháu xin cô ạ. Đóng hết các cửa sổ lại đi, kẻo mưa hắt vào ướt hết. Khổ thân thằng bé, mưa to gió lớn sấm chớp đùng đùng thế này, nằm ở ngoài chợ một mình chắc là sợ. Thằng bé nó có chí lắm, nó không sợ đâu. Không sợ? Đến người lớn nghe tiếng sấm to còn co rúm cả người lại, nữa là bé như nó. Khổ thân. Em thấy thằng bé nó chăm chỉ, hiền lành, hiếu thảo lắm. Giá có một đứa con như nó thì thật là sung sướng anh nhỉ. Mà thật khổ thân, nó lại mồ côi cả cha lẫn mẹ. Em thương nó quá. Hay là mình nhận nó về đây. Anh Kim ơi, anh thấy như thế có được không? Từ từ đã em. Đằng nào thì vợ chồng mình cũng không sinh đẻ được nữa. Mà em thì lại muốn có con.
Nó thì đang bơ vơ kiếm sống. Kìa em, không phải là anh không có ý nghĩ như em, nhưng trong việc này mình không thể vội vã được, cần phải thận trọng em ạ. Phải thực sự xem nó là người như thế nào đã, lúc đó quyết định cũng chưa muộn em ạ. Mình ở hiền gặp lành, có khi trời thương trời cho đấy anh ạ. Ông nhớ đấy, ngày kia tôi phải vào thành phố Hồ Chí Minh rồi, đừng để lỡ việc của tôi. Chú yên tâm, chiều mai ra đây là xong hết. Những thứ đặt làm là để mừng đám cưới cô cháu tôi, ông phải làm cho cẩn thận, kẻo tôi mang tiếng với các cháu. Chú cứ yên tâm đi, vàng của cửa hàng tôi lúc nào cũng đảm bảo độ tuổi, cân đo chính xác. Còn về mỹ thuật và kiểu dáng là chú hoàn toàn hài lòng, không thua kém gì hàng ngoại đâu. Vì thế tín nhiệm cửa hàng nên tôi mới đến đây. Cảm ơn chú. Thôi tôi về nhá. Mà này, nhớ chiều mai đấy nhá. Yên tâm đi. Alo. Được. Cháu chào các chú ạ. Sao? Đến gửi quỹ đấy hả? Vâng. Hôm nay kiếm được khá không? Được 7.000 chú ạ. Khá nhỉ. Chú mày kiếm gần bằng lương tao rồi đấy. Sao mà bằng được chú ạ? Có hôm cháu chẳng được đồng nào thì sao? Ba này, hôm nay là ngày 11 tháng 5, cháu gửi thêm 7.000 nữa. Chú ghi vào đây rồi, cháu xem đi. Dạ thôi ạ, cháu chẳng cần xem đâu, cháu đi đây ạ. Ba ơi. Dạ, cô bảo gì cháu ạ? Lại định đi hả? Cô bảo này, vào trong nhà tắm đi một cái. Cô thấy cháu suốt ngày lê la ở ngoài chợ, chả chịu tắm rửa gì cả. Cô không biết chứ, ngày nào cháu chẳng tắm. Thật không? Thật ạ. Thế tắm xong thì chuồng coi à, quần áo đâu mà thay? Cháu nhằm lúc nào nắng to nhất thì đi tắm, quần áo giặt phơi lên hàng rào, tắm xong là khô. Bốc, khô thế nào kịp? Cũng còn hơi ẩm ẩm một tí, nhưng mà mặc vào người một lúc là khô ngay. Thế hôm nào nghe thấy đài báo trời nhiều mây không mưa là hôm đấy nghỉ tắm luôn có phải không? Thôi vào đi tắm đi. Nhưng cô ơi, bây giờ muộn rồi, cháu sợ quần áo không kịp khô. Đợi cô một tí nhá. Cô mua cho cháu bộ quần áo mới này, cháu mặc vào khỏi phải lo trời nắng trời dâm mới dám tắm. Cháu cảm ơn cô ạ. Nhưng cô cất đi để dành hộ cháu. Bao giờ cháu về nhà cháu xin cô. Còn bây giờ cháu không dám mặc. Sao thế? Việc cháu làm bụi bặm bẩn thỉu, ăn mặc sang quá, sợ người ta ngại không thuê cô ạ. Chú Thịnh này. Dạ. Chú có bộ quần áo cũ nào từ trước không? Để làm gì hả chị? Cho thằng Ba nó mặc. Thế bộ quần áo này nó không thích à? Nó bảo mặc diện quá, sợ người ta không thuê nữa thì hỏng. Thằng bé khôn thế. Để em tìm xem, may ra thì còn. Cũng khó chiều đấy phải không? Đúng là cho mà không đắt nhỉ. Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 10. Hồi 1 giờ chiều hôm nay, trung tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 107 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Bắc nước ta khoảng 115 km về phía Đông. Như vậy, đêm nay bão sẽ đổ bộ vào đất liền ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh và đi sâu vào vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đây là cơn bão mạnh có khả năng gây tác hại lớn,
các địa phương cần chú ý đề phòng, bảo vệ cho người và gia súc. Tàu thuyền không được ra khơi và cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết qua Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam. Bị xe máy đâm rồi. Ôi, ông ơi, ba. Ông ơi, thằng cha đi xe máy đâm vào cháu hả? Không ạ, ông ấy đánh rơi cái này. Có phải ông vừa trong kia ra không? Vâng, đúng thế ạ. Sao cháu biết là của ông ta? Lúc nãy cháu ở chỗ cửa kia, chính cháu trông thấy ông ấy đánh rơi, nhưng gọi mãi không kịp ạ. Thế bây giờ cháu định thế nào? Thế nào là thế nào ạ? Cháu. Cháu định trả ông ấy cái ví này phải không? Vâng, của ông ấy mà. Thôi được rồi, bây giờ vào trong nhà, chúng ta cùng xem trong ví có những gì. Lát nữa thế nào ông ấy cũng quay lại đây. Vào đây cháu. Thôi, giờ vào trong nhà rửa mặt mũi chân tay đi. Vâng. Vừa rồi thằng ba nó làm sao thế hả anh? Có làm sao đâu. Nó nhặt được cái này của lão Định. Định nào ạ? Có phải Định vẫn đến nhà mình lấy hàng không? Định thị. Thế tại sao chân tay nó lại bẩn thế? À, nó chạy theo lão ấy nên bị ngã ấy mà. Thế ví có tiền không? Cũng khá khá. Anh đang chờ lão ấy lại đây tìm. Lão có biết rời ở đây đâu mà quay lại. Mất thì phải đi tìm. Mà đây lại là một trong những điểm vừa đến xong. Nhất định lão sẽ đến đây ngay bây giờ. Em đi đây. Cô đi đâu đấy ạ? À, cô đi có tí việc. Hôm nay trời có bão đấy cô ạ. Ừ, cô biết rồi. Này, đêm nay cháu ngủ lại đây cho nó yên tâm nhá. Vâng ạ. Thôi, mấy chú cháu ở nhà tôi đi đây. Dạ vâng. À này, em đi nhanh mà về, kẻo lại gặp bão giữa đường. Đêm nay nó mới về cơ mà, lo gì anh. Em đi đây. Mặt mũi sáng sủa đẹp đẽ rồi, trong khi chờ đợi lão ta đến, lấy ghế ra kia mà ngồi. Vâng ạ. Tôi có để quên chiếc ví đấy không anh Kim? Không. Tôi chỉ đi từ đây về nhà mà mất chiếc ví. Tôi đinh đinh là chỉ có bỏ quên hoặc rơi ở đây thôi. Vô lý nhỉ? Hay là thằng này? Chính thằng này lúc nãy ngồi ngoài cửa. Bác. Này ông Định, một mất mười ngờ, mười ngờ là mười tội đấy. Ông lại còn nghi cho nó thì tội còn nặng hơn đấy. Bực thật. Tôi chỉ đi từ đây về nhà, không rẽ vào đâu cả. Này, nhưng ông đánh rơi dọc đường thì sao? Ừ, cũng có thể. Thế là tiêu. Đau quá. Vậy tôi hỏi ông, trong ví ông có những gì?
Đấy, tôi biết ngay mà. Trong ví của tôi có 5 tờ xanh và 1 triệu đồng, toàn 50 ngàn. Này ông Định này, tôi nói cho ông biết nhé. Dạ. Chiếc ví này ông không để quên ở đây, mà ông đánh rơi ngoài kia kìa, cũng không phải là tôi nhặt được. Dạ. Mà ân nhân của ông lại là cái thằng bé mà ông nghi oan cho nó ăn cắp đấy. Thế chính hả? Vì cái tội đấy tôi sẽ phạt ông. Dạ được, được ạ. Bác cho. Cứ nhận đi. Cháu xin ạ. Cháu gửi chú. Như thế là tròn 200 ngàn nhé. Ông kẻo bỏ mẹ, chơi thế là không đẹp. Nếu ông không phải là khách hàng quen của tôi thì tôi phạt ông một vé. Đây, anh cho vào chỗ nó gửi. Thôi, cảm ơn anh. Cảm ơn cháu nhé. Chú vâng, ơi vâng. Chú. Vâng. Chú mày sao thế? Có đề nghị gì cứ nói. Cháu. Sao cháu... Có chuyện gì? Cháu muốn chú. Này, muốn trích quỹ chứ gì? Vâng, cháu muốn chú trích cho cháu ít ngàn ạ. Để làm gì? Thôi, hôm nay ở đây, đợi tí nữa cô Ngân về. Thôi cơm cùng ăn, không phải đi đâu cả. Hôm qua, ở đầu chợ đằng kia có một đứa mới tới. Cháu thấy nó có vẻ đói, hôm nay chắc không kiếm được gì. Hiểu rồi, chắc định chiêu đãi bạn chứ gì. Số tiền cháu gửi, cứ để nguyên thế cho tròn, không được rút ra. Cầm lấy 5 nghìn này, chú cho. Cầm lấy. Cháu xin chú ạ. Cháu đi ạ. À này, đi nhanh mà về nhá. Vâng ạ. Bạn cùng cảnh ngộ, chúng nó thương nhau đấy. Về đây không? Có, anh bảo nó đi nhanh lên rồi còn về đây mà. Bao bắt đầu về rồi, em thắp cái đèn này để đề phòng mất điện. Ờ, đúng rồi, để đấy. Do bão thế này mất điện là cái chắc. Cái thằng bà thế đấy. Giờ này vẫn chưa về. Lát nữa bão to, về làm sao được? Chị cũng đang sốt ruột với nó đây này. Có khi sợ quá vì mưa to gió lớn, chúi vào đâu rồi cũng nên. Hay là anh với chú đào đi tìm nó xem sao. Vâng. Đúng rồi đấy. Trong lúc bão chưa to, thử đi tìm nó xem sao. Để áo mưa đây. Còn cái này, nếu tìm thấy nó, anh khoác vào người cho nó nhá. À này, chú cầm cái đèn bão. Anh sẽ dùng đèn pin. Hỏng cái nọ, có cái kia. Vâng. Tìm nhanh lên em. Thế nhưng bây giờ biết tìm nó ở đâu à? Thường ngày nó vẫn ngủ ngoài chợ. Bây giờ mình ra đấy tìm xem có thấy không. Vâng. Sang kia tìm xem có thấy nó không nhé. Đi đi. Ba ơi, ba ơi, có thấy không? Không. Không thấy nó à? Chả thấy đâu cả. Em biết nó ở đâu rồi. Nó ở đâu?
nhất định nó ở lại với đứa bạn nó rồi. Ờ phải đấy, biết ngay mà. Nhưng mà trời đất thế này cũng đành chịu thôi. Thịnh ơi, dạ. Đưa thằng Ba vào hộ anh. Dạ vâng. Ôi giời ơi, nó làm sao thế này? Chán nó nóng lắm anh ạ. Thế anh tìm thấy nó ở đâu? Mãi trên phố kia. Anh đi qua, thấy mấy người cứ đứng nhìn ngó bàn tán. Anh mới dừng lại xem, hóa ra cu cậu đang nằm ở đấy. Thế thằng bạn nó đâu hả anh? Chắc nó chạy đâu đấy. Anh cũng chẳng để ý, phóng xe về luôn. Nó sốt cao lắm, làm thế nào bây giờ hả anh? Anh đoán là nó chỉ bị cảm thôi. À, mà em đặt ngay cho nó nồi cháo. Nhà có hành tía tô càng tốt. Đúng đấy. Vâng. Đánh cảm xong cháu có thấy dễ chịu trong người không? Dạ, cháu thấy đỡ rồi cô ạ. Đỡ rồi hả? Bây giờ cháu ăn bát cháo nóng này là cháu sẽ thấy khỏe hẳn ngay. Cháu xin cô ạ. Cháu ăn đi. Cháu mời cô ạ. Ừ, ăn đi. Ăn hết cô lại lấy nữa cho nhá. Đây, thuốc đây. À, đã ngồi dậy ăn cháo được rồi kia đấy. Cậu làm cả nhà tôi đi tìm cậu nháo nhào cả lên. Đã dặn là phải ở đây, thế mà lại mất hút luôn. Cháu xin lỗi cô chú, nhưng thằng đấy nó sợ nên nó nài cháu ở lại. À, thế ra là cậu... Ơ kìa anh, để cho nó ăn kẻo nguội, mất hết tác dụng. Ừ, thôi, cứ ăn đi. Ăn xong, em cho nó uống 2 viên thuốc nhé. Vâng. Thế là lại được chăm sóc nhé. Ừ. Chú ơi chú. Gì thế ba? Ở đây bão, thì ở quê cháu cũng bão chú nhỉ? Có chứ. Thôi, cứ ăn đi. Thế thì không biết bà cháu và các chị em cháu thế nào? Không sao đâu, cháu cứ yên tâm nhá. À, thôi, ăn đi. Như thế sao? Bình tĩnh đã em. Để lúc nào anh sẽ lựa lời nói với nó xem sao. Em đã quen có nó ở bên cạnh rồi anh ạ.
Có ý kiến gì đấy hả ba? Sao? Chú Thịnh nói gì? Thằng ba có đề xuất mới á. Đề xuất gì thế? Lại định xin trích quỹ hả? Vâng ạ. Nhưng mà cháu xin phép chú cho cháu xin cả chỗ đó. Hả? Làm gì mà lấy cả? Dạ. Vừa rồi mưa bão như thế, chả biết bà cháu với các chị em cháu như thế nào. Cháu xin chú, cháu về quê. Về á? Nhưng cháu mới bị cảm đấy thôi. Cháu khỏi rồi. Chú xem đây này. Chú thấy chưa? Về rồi, cháu có lên nữa không? Dạ, cháu cũng không biết ạ. Cháu gửi chú bao nhiêu, cháu có nhớ không? Dạ, cháu nhớ ạ. Nhớ là bao nhiêu? Dạ, 317.000 ạ. Ba này, chú hỏi câu này, cháu không trả lời ngay cũng được. Nhưng nếu đã trả lời thì phải trả lời cho trung thực. Xưa nay cháu có dám nói dối chú điều gì đâu ạ. Chú Thịnh đã có giấy gọi đi học đại học ngoại ngữ, nên chú muốn cho cháu theo học nghề, cháu có đồng ý không? Chú cho cháu học thật ạ? Nhưng cháu làm gì có tiền mà đi học ạ? Tiền này là tiền cháu đem về cho bà cháu. Số tiền ấy cháu cứ đem về cho bà, cho em. Còn việc học của cháu, chú sẽ lo. Chú giúp cháu ạ? Thôi, bây giờ thế này, chú hỏi thật cháu nhé. Cô chú định nhận cháu làm con nuôi, cháu thấy thế nào? Ba, cháu đồng ý chứ? Vâng, cháu đồng ý ạ. Chú Thịnh, chú vào gọi chị Ngân hộ anh. Dạ vâng ạ. Em đây rồi. Anh vừa nói chuyện với thằng ba, nó đồng ý rồi đấy. Con có bằng lòng nhận cô làm mẹ của con không? Có. À đây, chú Thịnh này, chú chưa phải về trường tập trung ngay chứ? Dạ chưa. Thế thì chú sẽ ở nhà trông nhà, anh chị sẽ về quê cùng với cháu. Vâng ạ, anh chị và cháu cứ yên tâm mà đi ạ. Cho nhà chúng tôi quá. Cháu mà được ông bà cùng các cụ các bác ở trên đó thương cái cảnh bà cháu côi cút mà nhận đỡ đầu cho cháu như thế, thì cái ơn này tôi xin ghi lòng tạc dạ cho đến kiếp sau. Chẳng cần phải nói thế làm gì bà ơi. Nó cũng là cái duyên cái số đưa đẩy cho chúng con được gặp cháu bà. Vẫn biết là như thế, nhưng ở đời gặp được những người tử tế đức độ như ông bà đâu phải là dễ. Tôi cứ nghĩ cháu nó được nương nhờ vào cửa ông bà như thế cũng là yên cái phận cháu, mà tôi cũng yên cái phận của tôi ông bà. Vâng, cháu nó về ở với chúng con thì bà chẳng cần phải lo lắng gì nữa. Chúng con sẽ có trách nhiệm thay cha mẹ đẻ của cháu để nuôi dạy cháu bà. Cảm ơn ông bà, nhờ phúc đức của hai ông bà gây dựng cho cháu nên người. Nhất là biết được chữ hiếu đễ, có khi cũng còn hơn con đẻ. Chứ như cái thân tôi thì thật là khổ. Thôi bà ơi, chuyện cũ bà cho qua đi. Bây giờ bà hãy nghĩ đến thằng cháu ba của bà mà vui lên bà. Ba ơi. Dạ. Bà đây bố Bảo. Bố Bảo gì con ạ? Này, số tiền con mang về đưa cho bà, con đã đưa chưa? Dạ chưa ạ. Con vẫn giữ ở đây ạ.
con đưa cho bà đi con. Vâng ạ. Bà ơi, số tiền này cháu đã dành dụm được trong những ngày xa nhà. Hôm nay cháu mang về để cho bà đám gạo ạ. Cháu ơi. Bà ơi, bà cầm lấy đi. Bà cầm lấy cho cháu một vui. Còn đây, vợ chồng con xin biếu bà 700.000 cho nó tròn đủ 1 triệu ạ. Sao nhiều thế? Bà ơi, bây giờ bà phải coi vợ chồng con như con của bà. Số tiền con biếu bà đây không phải là chuyện mua bán gì hết. Cha mẹ cháu ở dưới suối vàng. Kìa bà, cả đời tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ đến số tiền to như thế này. Bà ơi, chúng con dặn trước bà thế này nhá. Nếu ở nhà bà cháu có chuyện gì thì bà cứ nhờ người viết thư lên cho chúng con. Chúng con sẽ liệu, bà không phải lo gì hết bà nhá. Bà ơi, thế là từ nay vợ chồng con lại có thêm mẹ già nữa rồi. Nhà con là vui lắm đấy bà. Ông ơi, thế là ông đã phù hộ cho bà cháu tôi rồi. Bà cháu tôi sẽ làm mâm cơm để tạ ơn ông nhá. Ta làm mâm cơm trước là để cúng ông với bố mẹ cháu, sau là để cho cháu ba nó liên hoan chia tay với chị em nó. Bà ở nhà con đi chợ cho. Ấy không không, bà không quen đường, bà cứ ở nhà để tôi đi cho nó nhanh. Thôi thế này vậy, con nhờ bà sang nói với cháu Lý, cháu Lan cho nó về đây ăn cơm, còn để con đi chợ cho. À, vâng, thôi thế cũng được. Con đi đây. Vâng. Bà ở nhà rót nước cho bố uống nhá. Vâng ạ. Tôi đi ạ. À, ba này, sao vừa rồi con chỉ đưa cho bà có 300.000, thế còn 17.000 nữa đâu? Đây, con để bên này này. Ngày con đi, chị Lý đã phải lấy tiền mua dép đưa cho con để ăn đường. Vì thế lần này về con sẽ trả lại chị ấy để cho chị ấy mua dép, còn lại con chia đều cho hai chị ấy. À, thế hả? Thế, thế bố muốn góp thêm vào đấy có được không? Góp thế nào ạ? Góp cho đủ để con có thể cho mỗi chị 50.000. Con thấy thế nào? Quanh ơi, đi đâu đấy? Ba đi uống nước đã. Cháu sang làng bên có chút việc ạ. Thôi cháu không uống nước đâu, để lúc khác ạ. Gượng đã nào. Vào đây, vào đi, tao bảo cái này. Này, số hàng đợt trước con ngồi xuống đây nhá. Đã. Ok. Đợt này này, cố gắng như vô rồi. Không yên tâm. Này, nhà cụ Hậu có khách nào thế? Mày ở gần đấy, chắc mày biết à? À, họ đến xin cụ Hậu cho nhận thằng Ba làm con nuôi. Nhận thằng Ba à? Thảo nào, trông bà cụ vui vẻ lắm, trông cụ khỏe hẳn lên. Này, có phải cái nhà chị đi cùng bà cụ không? Đúng đấy bà. Cháu nghe ở làng người ta đồn, hai vợ chồng nhà này là chủ một hiệu vàng to lắm ở trên tỉnh cơ ạ. Thế à? Ừ. Có đúng không? Thì người ta đồn thế. Mà có giàu thì mới đi xin con về nuôi, chứ những như nhà mình thì... Ôi giời ơi, nhá, nếu đúng như thế thì thế, nhà bà Hậu chúng to rồi. Dạ. Đúng là ở hiền gặp lành cô nhỉ. Vâng. Có chuyện gì mà hai bà phấn khởi thế? Cháu chủ tịch ạ. Thế ông chưa biết chuyện gì à? Chuyện gì thế hả bà? Thôi, thế cháu xin phép bà cháu đi nha. Ừ, cháu chủ tịch ạ. À. Lâu quá mà không đến. Chuyện là chuyện nhà bà cụ Hậu ấy. Thế nào nó cũng đến hả bà? Phen này thì bà lão giàu to rồi ông ạ. Hẳn vợ chồng một chủ hiệu vàng rất to ở trên tỉnh về xin thằng Ba làm con nuôi. Thằng bé con cô Ngà bỏ nhà đi à? Thì nó chứ còn ai. Sao mà bà biết tin nhanh thế? Ôi dào, chuyện gì ở cái làng này mà lan ra chả nhanh hả ông? Với lại tôi còn gặp cả bà lão với nhà chị ta đi cùng với nhau đấy. À,
Hay là ông đến đấy xem thực hư thế nào. Thằng bé mà được người ta xin làm con nuôi thì phúc đức quá. Cái quan trọng là phải biết được vợ chồng ông bà kia là người như thế nào, có tử tế không, và có đúng là họ xin về làm con nuôi thật không. Chắc rồi họ cũng phải tìm gặp ông thôi. Đây ạ. Nào, con xin mời bà và bố nó ngồi xuống đi cho các cháu nó ngồi nào. Thiếu cái gì con sẽ lấy thêm. Thế à, để mời ông bà. Dạ vâng, bà cứ ngồi xuống đi, mặc bọn con ạ. Thằng ba, cái Lý, cái Lan ngồi xuống đi nào. Con chưa có đũa. Ơ, bà ơi, bác Nguyên chủ tịch xã đến rồi bà. Mời bác ấy vào đây cháu. Cháu mời bác vào nhà. Chào bác. Chào bà, chào các bác. Vâng. May quá. Nhân thể mời bác ở lại chơi, uống với bà cháu tôi chén rượu mừng. Hôm nay có chuyện gì vui mừng mà bà lão cho mọi người uống rượu thế? Chả là hôm nay gia đình kiếm mâm cơm. Dạ. Để bà cháu tôi với chị em nó chia tay với thằng ba. Bác ơi, bác mừng cho cháu đi. Vâng. Kể từ nay cháu nó đã có nơi nương tựa tử tế, không còn phải lang thang nữa bác à. Vâng. Xin giới thiệu với bác, đây là vợ chồng ông bà Kim, về tận đây để xin thằng ba làm con nuôi đấy. Còn đây là bác Nguyên, chủ tịch xã của chúng tôi đấy. Vâng. Thế các bác ở tận đâu mà về đây xin cháu ba? Chúng tôi ở trên tỉnh thôi ạ. Báo cáo đồng chí chủ tịch xã, tôi là thương binh xuất ngũ. Vâng. Hai vợ chồng chúng tôi không có con. Hôm nay tôi về đây để thưa chuyện với bà, để xin cháu về làm con cho gia đình chúng tôi. Được gia đình đồng ý, thế nào chúng tôi cũng phải gặp chính quyền đấy ạ. Nếu bác đã là thương binh xuất ngũ thì chả có chuyện gì phải bàn nữa. Dạ vâng. Tôi cũng là bộ đội xuất ngũ đây, về tham gia công tác ở địa phương. Cụ cứ yên tâm đi. Ngay từ lúc mới gặp, bà cháu tôi đã biết là gặp được người đức độ tử tế rồi. Thôi bà ơi, bà đừng nói chuyện ấy nữa. Bà mời bác Nguyên ngồi xuống đi, rồi vừa uống rượu vừa nói chuyện cũng được mà. Gọi là có chén rượu mừng, bác mà không uống là tôi không có cho về đâu đấy. Vâng, đã là rượu mừng thì phải uống chứ. Dạ vâng, đúng rồi. Dạ vâng, mời bác. Mời bác. Ông chỉ tinh khôn cái việc ở đâu? Sao việc này khờ dại thế? Chắc gì bà cụ đã bán thằng ba cho người ta. Thì cứ phải đè nghiến ra nói thế chứ. Đè làm gì? Thế ông quên là vợ chồng họ đang làm chủ một hiệu vàng lớn ở trên tỉnh à? Thấy mình làm khó dễ, họ phải thò vàng ra cho mình. Có đưa vàng ra thì mình mới cho mang thằng ba đi. Nếu không thì thôi, chẳng gì mình cũng là bác nó, mình có quyền chứ. Để xem thế nào đã. Con xem. Xem cái con khỉ. Ông không nghe, vợ chồng nhà ấy với bà cụ đang vui vẻ ăn uống kia kìa. Không nhanh á, họ mang thằng ba đi là hết chuyện. Thế bây giờ tôi đi một mình hay cả ba cùng đi? Không, ông phải đi gọi tất cả các cô các chú cùng sang. Mình đi càng đông càng có thế. Ngồi dào, chắc gì đã gọi được đủ mặt bây giờ. Nhà mình trai gái dâu rể là 14 người thì ít nhất ông cũng gọi được 5-6 người, chả nhẽ đi vắng tất cả hay sao? Thôi được, để tôi đi xem sao. Này, ông phải giúp các ông các bà khẩn trương lên, kẻo nhỡ hết việc đấy. Được. Mà thôi, để tôi cùng đi với ông cho nhanh. Thôi đi nhanh. Để mời bác ạ, bác ăn đi. Các cháu ăn đi. À đây, cô chú ơi, cháu đây. Thỉnh thoảng cô chú cho em ba về chơi với chúng cháu nhé. Có chứ, lâu lâu em nó lại về một chuyến thăm bà và các cháu. Công các bà cứ vào trong này. Đúng rồi, vào đi. Trong nhà xem nó thế nào. Vào đi. Nào. Xem là mọi việc ra bà sao thế nào. Ôi trời ơi, có cả ông Nguyên chủ tịch. Sao bà là chỉ có bà cụ với hai vợ chồng nhà ấy? Nghe thấy thế. Thôi được rồi, đã đến đây thì cứ vào đi. Đúng rồi, ông cứ vào đi. Cứ vào đi ông. Vào đi. Thế nào? Tính sao đây? Đem bán con bán cháu chúng tôi mà không nói với chúng tôi một câu gọi là có. Tại sao lại như thế thật chứ? Không thể như thế được. Nó có lú thì chú nó khôn chứ. Phải rồi. Bác Nguyên, bác cũng có mặt ở đây ạ. Có chuyện gì thế các ông, các bà? Ai bán, ai mua, nhiễu sự. Không bán, không mua mà vàng dắt đầy cặp quần à? Lý,
Hóa ra các anh các chị chỉ nhìn thấy có vàng với tiền thôi à? Sao không tự hỏi cháu mình xem nó được cứu mang là tại sao chứ? Thử hỏi, từ khi vợ chồng cái Ngà lấy nhau cho đến khi vợ chồng nó xấu số thiệt mạng, có mặt các người đây, ai là người đã nhón tay làm phúc cho các cháu lấy một củ khoai hạt gạo nào chưa? Mà bây giờ các người xô ra cả một đàn đến đây định tính chuyện dây máu ăn phần hả? Còn bây giờ, nếu như các người thấy thiệt thì đi mà làm con nuôi thay nó cho khỏi thiệt. Tôi nghèo đói, tôi không nuôi nổi cháu, tôi cho người ta nuôi, không bán không mua gì hết. Đây, có ông chủ tịch đây, có ông chủ tịch đây làm chứng. Đó là quyền của nó, quyền của tôi, chẳng can dự gì đến các người cả. Thôi bà, chắc các bác ấy cũng đã hiểu rồi. Tôi nghĩ nếu quả thật ông bà đây là đường dây buôn bán trẻ em thì đã dẫn phăng đi từ ở trên kia, chứ ai dại dột gì dẫn nó về đây, có phải thế không nào? Vâng, chúng tôi có nhà có cửa, có cửa hàng cửa hiệu đàng hoàng. Về đây trước là để xin phép cụ, sau là sẽ ra chính quyền làm thủ tục theo đúng pháp luật. Người ta đường hoàng tử tế thế, các ông các bà còn muốn gì nữa nào? Tôi cũng đã xin phép bà cụ đi thăm các bác, nói với các bác một lời cho phải phép. Nhưng có bà cụ đây, cụ nhất quyết không nghe. Cụ nói đi thăm bà con làng nước thì được, nhưng còn phải đi nói với các bác nó thì không. Phải, tôi bảo với bác ấy thế đấy. Trong nhà này thằng ba nó còn sống sờ sờ ra đấy, có người nào quan tâm đến nó không? Nói dại, lỡ nó có chết thì chỉ có bà cháu tôi xót thôi, cần gì phải nói với ai. Thôi bà, bây giờ các bác ấy đã đến đây rồi, bà để con nói mấy lời với các bác ấy. Thưa các bác, cũng là cái duyên để vợ chồng tôi với cháu được gặp nhau. Các bác vui lòng để cháu về ở với chúng tôi, như thế bà cụ sẽ yên tâm hơn, còn các bác cũng đỡ băn khoăn, đỡ phải mang tiếng với làng xóm. Rảnh rỗi cháu nó sẽ về thăm bà, thăm các bác, như thế là đầm ấm và vui vẻ cả. Bà ơi, chuyện cũ bà bỏ qua đi bà. Dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng là con cháu của chúng tôi. Đúng rồi. Không ai có quyền mang nó ra khỏi cái làng này mà không được sự đồng ý của chúng tôi. Rõ là gì, luật lệ ở đây là như thế. Nói thế mà không biết dơ. Các ông các bà định giả luật ra đây phải không? Được, nếu thế thì tôi cũng xin nói luật để các ông các bà nghe nhé. Thứ nhất, các ông các bà đòi chia gia tài rồi lấy sạch sẽ, không để lại một tí gì cho bà cụ, thế là phạm luật. Đấy là tùy cụ chứ. Thì vì bà cụ quá tin vào các con, nghĩ mình sẽ có người nuôi dưỡng lúc tuổi già. Nhưng sau khi lấy hết sạch sẽ của bà cụ thì các ông các bà lại bỏ bể. Thử hỏi lương tâm của các ông các bà có bị cắn rứt không? Các ông các bà thích pháp luật thì tôi cũng chiều. Chiều nay đích thân tôi sẽ đưa ông lên xã làm thủ tục cho đúng pháp luật. Vâng, cảm ơn ông chủ tịch. Bởi vì chăm sự nhờ ông bà, nhờ ông bà nuôi dạy cho cháu. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ nuôi dạy cháu. Bố mẹ ơi, hôm nay con đưa em ba ra đây để chào bố mẹ đây.
Bố mẹ hãy phù hộ độ trì cho chúng con. Con tin chắc rằng chúng con sẽ gặp được nhiều điều tốt trong cuộc đời này. Cơn mưa rào đổ xuống, chỉ mưa xanh không bằng.